Thì hiện tại bên shop đang hết những cái dòng guitar giá rẻ từ 7 tới 900, nên là bên mình sẽ giảm những mẫu đàn guitar cao cấp gỗ thịt giá tầm 1 triệu 8, 1 triệu 9 giảm chỉ còn hơn 1 triệu, hoặc là những mẫu đàn guitar cao cấp giá từ 3 triệu rưỡi tới 4 triệu giảm chỉ còn hơn 2 triệu thôi, vừa xả bớt kho hàng và tạo điều kiện cho anh em săn sale sẽ tốt hơn. Tuy là giá sale rẻ nhưng shop vẫn kèm cho khách hàng đầy đủ phụ kiện như là bao đàn, capo, dây đàn, chống xước, phím gãy khi mua đàn, và shop tự tin sản phẩm chất lượng nên là sẽ bảo hành anh em lên tới 3 năm. Và đặc biệt shop sẽ lì xì và tặng thêm nếu bạn một bộ phận kết nối ra loa trị giá từ 300 tới 900k cho 10 bạn đặt hàng đầu tiên ngày hôm nay. Lưu ý là chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi nha. Tiên là mẫu CV135 gỗ thịt này giá 1.850.000 và sẽ được giảm còn hơn 1.100.000, và lì xì tặng thêm một cái bích cấp trị giá 350k nhé. Mẫu đàn thứ hai ES160 Super Pro cao cấp giá 2.500.000 sẽ giảm còn 1.600.000 và tặng kèm bích cấp AT-B1 trị giá 350k. Và dòng đàn thứ hai là mẫu ES180 Super Pro cao cấp gỗ tràm giá 3.200.000 sẽ giảm cho anh em còn 2.050.000, và riêng mẫu này sẽ được tặng kèm một cái EQ LC5 trị giá 500k. Và mẫu đàn thứ tư là mẫu ES AC5 Super Pro cao cấp giá 5.500.000 và sẽ giảm chỉ còn 2.400.000, kèm với đó là một cái EQ LC5 500k tặng kèm luôn. Và dòng đàn thứ năm là mẫu ES32 Pro phiên bản Classic. Con này thì giá của nó là 5.500.000 và sẽ được giảm còn 3.050.000, kèm với đó sẽ được tặng một cái EQ LC5 trị giá 500k luôn. Và dòng đàn guitar cuối cùng là dòng custom CV75 Pro gỗ cảm ứng cao cấp. Con này thì giá của nó là 11.000.000 và sẽ được giảm còn 6.500.000, kèm với đó là được tặng một cái EQ MESB12 trị giá 900k. Và xin nhắc lại là phần quà tặng bích cấp và EQ này bên shop chỉ áp dụng cho duy nhất những các bạn đặt hàng ngày hôm nay. Các bạn nào đang có nhu cầu thì nhanh tay nhắn tin qua bên shop để được hỗ trợ thông tin về sản phẩm và tư vấn test âm kỹ hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.